quý vị các bạn, đến thời điểm hiện tại, các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh An Giang đã hoàn thành công tác chuẩn bị cho lễ giao nhận quân năm 2023. Theo đó, lễ giao nhận quân năm nay sẽ diễn ra vào ngày 9 tháng 2 năm 2023. An Giang được giao chỉ tiêu tuyển chọn 1.670 thanh niên thi hành nghĩa vụ quân sự, trong đó giao cho Bộ Quốc phòng 1.300 thanh niên, giao cho Bộ Công an 370 thanh niên. Điểm nổi bật trong công tác tuyển quân năm nay của tỉnh An Giang là tỷ lệ sức khỏe của thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ cao hơn so với năm 2022 là 18%, trong đó sức khỏe loại 1 cao hơn năm 2022 là 127%. Ngoài ra, tiêu chí về trình độ học vấn, trình độ chuyên môn nghiệp vụ đều có tỷ lệ cao hơn so với năm trước. Để chuẩn bị tốt cho công tác tuyển quân, thời gian qua, cấp ủy chính quyền, cơ quan quân sự các địa phương đơn vị đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện tốt các khâu các bước trong quy trình tuyển quân. Hoạt động tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được thực hiện đúng đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và quy trình, quy định trong công tác tuyển quân. Cơ quan quân sự địa phương phát huy tốt vai trò trách nhiệm. Cơ quan chủ trì phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm của công dân trong thực hiện nghĩa vụ quân sự, tăng cường các biện pháp quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng công dân trong diện sẵn sàng nhập ngũ. Với sự chuẩn bị chu đáo, tỉnh An Giang đã sẵn sàng cho ngày hội Tổng quân năm 2023, góp phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Đảng bộ xã Phú An, huyện Phú Tân vừa tổ chức lễ công bố lịch sử Đảng bộ xã giai đoạn 1935-2020. Cuốn sách lịch sử Đảng bộ xã Phú An gồm 3 chương với 174 trang, trong đó chương 1 khái quát về vùng đất con người, chương 2 thời kỳ đấu tranh giành chính quyền và kháng chiến chống Pháp Mỹ năm 1930-1975, chương 3 thời kỳ xây dựng và phát triển năm 1975-2020. Quyển lịch sử Đảng bộ xã Phú An đã khái quát về thời kỳ lập làng cho đến giai đoạn đồng hành với sự lãnh đạo của Đảng, là nơi sớm hình thành tổ chức Đảng. Trải qua 85 năm xây dựng và phát triển, cán bộ đảng viên và nhân dân Phú An luôn đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới, đời sống nhân dân ngày một tiến bộ. Cuối năm 2023, tỷ lệ nghèo của xã giảm 4,41%. Đến nay, toàn huyện Phú Tân đã có 9 trên 18 xã, thị trấn công bố lịch sử Đảng bộ. Năm 2023, An Giang phấn đấu có thêm 8 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới và 8 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Thu nhập bình quân khu vực nông thôn của các xã nông thôn mới đạt 53 triệu đồng một người một năm, mức giảm tỷ lệ nghèo đa chiều giảm từ 1 đến 1,2% một năm. Để đạt được các mục tiêu trên, An Giang sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới phù hợp với từng giai đoạn trên địa bàn, triển khai sâu rộng và thiết thực phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới trên địa bàn nhằm biểu dương khích lệ tập thể cá nhân, tạo sự lan tỏa trong nhân dân, cộng đồng và xã hội. Trong xây dựng nông thôn mới, tỉnh đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập người dân, chú trọng phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, gắn phát triển sản xuất nông nghiệp với phát triển công nghệ chế biến, tiếp tục triển khai các cơ chế, chính sách liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản, tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích doanh nghiệp tham gia đầu tư vào nông nghiệp. Cùng đó, gắn kết với nông dân thực hiện mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy sự phát triển bền vững các loại hình hợp tác, giúp củng cố tiêu chí về tổ chức sản xuất và tăng thu nhập bền vững cho người nông dân. Đến cuối năm 2022, tỉnh An Giang có 68 xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới, 27 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Châu Đốc vừa tổ chức hội nghị sơ kết học kỳ 1 năm học 2022-2023. Ngay từ đầu năm học 2022-2023, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Châu Đốc đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các dịch vụ trọng tâm như quy động trẻ đúng độ tuổi đến trường, tuyển sinh và thực hiện các hoạt động giáo dục, đảm bảo kế hoạch thời gian năm học, tăng cường công tác kiểm tra cơ sở vật chất. Kết thúc học kỳ 1, 100% trẻ em mầm non được phát triển theo yêu cầu cần của từng độ tuổi. Tỷ lệ trẻ em mầm non học 2 buổi một ngày đạt 100%. Chất lượng giáo dục bậc tiểu học có nhiều chuyển biến. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ của học kỳ 2 và cả năm học 2022-2023, ngành giáo dục và đào tạo thành phố Châu Đốc tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục, chú trọng xây dựng văn hóa học đường, trang bị kỹ năng sống cho học sinh, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, dân chủ, kỷ cương, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, sách giáo khoa mới, đặc biệt là lớp 4 và lớp 8. Hôm qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Tân khánh thành thư viện thân thiện trường tiểu học Phú Thành. Đây là một trong 14 đơn vị trường tiểu học trên địa bàn tỉnh được chọn tham gia dự án hỗ trợ kỹ thuật của tổ chức Rome Tourist và Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp triển khai chương trình thư viện thân thiện trường tiểu học giai đoạn 2022-2024. Sau 3 tháng xây dựng sửa chữa, đến nay thư viện trường tiểu học Phú Thành đã hoàn thành khang trang. Bàn ghế, tủ sách được trang trí khoa học đẹp mắt, bố trí nhiều góc hoạt động như góc viết vẽ, góc sáng tạo, góc nghiên cứu, góc trò chơi vân vân, tạo môi trường đọc sách thân thiện gần gũi cho học sinh và giáo viên. Thư viện được bổ sung 646 bản sách, dự án tặng 100 quyển sách khác nhau, gồm sách khoa học, lịch sử, văn học, truyện tranh. Tổng kinh phí thực hiện thư viện thân thiện hơn 200 triệu đồng do nguồn vốn để ứng thực hiện cam kết với dự án hỗ trợ kỹ thuật của tổ chức Rome Tourist và Bộ Giáo dục Đào tạo cùng ngân sách ngành hỗ trợ. Ngoài ra, nhà trường được tổ chức Rome Tourist còn hỗ trợ về chuyên môn cũng như nhiều đầu sách bổ ích đối với học sinh. Ngày 4 tháng 2, diễn đàn ô tô Việt Caravan tổ chức hành hương về tỉnh An Giang và trải nghiệm các cung đường du lịch tại huyện Tri Tôn. Đoàn gồm 90 người với 33 xe từ 4 đến 7 chỗ ngồi của các doanh nghiệp và công ty du lịch trong cả nước xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố Long Xuyên qua huyện Thoại Sơn, Tri Tôn, Tịnh Biên và kết thúc tại thành phố Chợ Đốc. Tại huyện Tri Tôn, đoàn ô tô theo tỉnh lộ 943 đến xã Đối Tô dừng chân tại cổng chào du lịch thể thao Xoài Trách, chụp hình check-in, sau đó đến phố đi bộ và băng ngang cánh đồng Tà Bạ, nơi có những cây trăm cổ thụ và những ruộng lúa đang trổ đồng, khám phá hồ Xoài Trách và men theo con đường núi, khám phá bãi đá chài, tảng đá đầu dôi và hồ Xoài Xoa. Tiếp đó, đoàn tiếp tục di chuyển vào đường tỉnh 959, hướng về của chùa Khmer, chùa Xoài Tà Hồng, xã An Tức, chiêm ngưỡng hai cây vải thiều 300 năm tuổi, được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận cây di sản. Dịp này, đoàn cũng tặng quà cho chùa Xoài Tà Hồng, tặng 60 phần quà cho bà con dân tộc khó khăn xã Đối Tô và thưởng thức các món ăn đặc sản của Tri Tôn như bánh cà tum, gà đốt ô thơm vân vân. Thưa quý vị, hiện nay các lễ hội đầu xuân trên địa bàn tỉnh An Giang đang vào cao điểm, nhất là lễ hội quốc gia Vía Bà Chúa xứ núi Sam ở thành phố Chợ Đốc thu hút hàng triệu lượt khách du lịch đến tham quan hành hương. Do đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội nói chung và trật tự an toàn giao thông nói riêng sẽ có những diễn biến phức tạp. Vì vậy, công tác đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn xã hội luôn được Công an thành phố Chợ Đốc chú trọng. Theo ghi nhận báo cáo, tại khu Lăng Miếu núi Sam, thành phố Chợ Đốc, tính từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 1, nhằm 29 tháng 12 đến mùng 5 Tết, có trên 400.000 lượt khách đến cúng, viếng, tham quan, du lịch, có trên 170.000 phương tiện mô tô và trên 13.000 phương tiện xe ô tô các loại đến địa bàn Châu Đốc so với cùng lượng khách tăng gấp đôi. Mặc dù lượng khách và phương tiện rất đông, nhưng nhờ chủ động xây dựng triển khai kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, tăng cường các hoạt động tuần tra, giải tỏa các khu vực hộ dân buôn bán, lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, nhất là khu vực cổng vào, các khu di tích và miếu bà Chúa xứ, tạo điều kiện thông thoáng, an toàn cho người dân hành hương cúng viếng. Qua công tác tuần tra, lực lượng Công an thành phố Chợ Đốc phát hiện lập biên bản 25 trường hợp, nhắc nhở 48 trường hợp mua bán, lấn chiếm lòng đường, lề đường, giải tán 11 nhóm gồm 115 thanh niên tụ tập đêm khuya gây mất trật tự công cộng vân vân. Phối hợp với các đội nghiệp vụ mời gọi răn đe các đối tượng có liên quan trên địa bàn nghi vấn về hoạt động phạm tội để cảm hóa giáo dục. Còn về an toàn giao thông trong dịp Tết thì đã chỉ đạo phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông cũng như thanh tra giao thông và trật tự đô thị của địa phương thường xuyên tuần tra, giải tỏa lòng lề đường cũng như tạo một cái phố thông hè thoáng để khách hành hương đến cúng bà. Qua đây bản thân tôi khuyến cáo đối với các quý khách đến địa phương không nên tham gia mua các vật phẩm cúng bà ở ngoài đường hoặc của những đối tượng trèo kéo ngoài đường. Chúng ta nên vào các cơ sở kinh doanh có bảng hiệu cũng như niêm yết giá. Bên cạnh đó cũng không tham gia vào việc xin xăm xem bói làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự ở địa phương. Công an thành phố chúng tôi cũng đã chủ động xây dựng triển khai cái kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, cái phương án phân luồng điều tiết giao thông cũng như kế hoạch phòng chống ùn tắc giao thông, phòng chống đua xe trái phép trên địa bàn. Trong đó là tập trung ở những cái khu vực địa bàn trọng điểm như phường Núi Sam, khu vực chợ Châu Đốc, phường Châu Phú A, các bến phà sông Giang cũng như các ngã ba, ngã tư. Huy động tối đa lực lượng phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ để tăng cường các công tác tuần tra khép kín trên tất cả các tuyến, các địa bàn. Trong đó là tập trung ở những tuyến, những địa bàn phức tạp về trật tự an toàn giao thông, có nguy cơ gây ùn tắc giao thông. Qua đó xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là những hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông. Tiếp tục triển khai thực hiện cái phương án kế hoạch phòng chống đua xe trái phép trên địa bàn thành phố, tập trung đấu tranh phòng chống tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ cũng như các hoạt động cờ bạc, mại dâm. Đấu tranh có hiệu quả đối với tội phạm kinh tế, hàng gian, hàng giả và cũng như hàng kém chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm trong các ngành lĩnh vực trọng điểm. Tăng cường cái công tác kiểm tra, quản lý các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, quản lý vũ khí, vật liệu nổ. Tiếp tục phát động cái phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thông báo tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các bọn tội phạm để nhân dân nâng cao ý thức, đề cao cảnh giác. Với các giải pháp cụ thể cùng với quyết tâm cao, tin rằng lực lượng công an thành phố Chợ Đốc sẽ thực hiện tốt vai trò và nhiệm vụ của mình trong việc đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Mới đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thành Bình vừa ký ban hành kế hoạch 16 trên KHOBND tổ chức phát động phong trào thi đua năm 2023. Theo đó, tùy theo chức năng nhiệm vụ được giao, các cơ quan đơn vị địa phương tổ chức phong trào thi đua góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế xã hội của tỉnh năm 2023 với các chỉ tiêu chủ yếu: tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP 7,–7,5%, thu nhập bình quân đầu người từ trên 60 đến trên 62 triệu đồng một người một năm, tổng vốn đầu tư xã hội gần 36.000 đến trên 37.780 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt 1.170 triệu đô la Mỹ, thu ngân sách đạt 6.638 tỷ đồng, tỷ lệ đô thị hóa đạt 42%, tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đạt 51,7%, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm bình quân từ 1 đến 1,2% một năm, có thêm 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới và thêm 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Thông qua phong trào thi đua nhằm phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, sáng tạo trong công tác lao động sản xuất và học tập, lập thành tích chào mừng các sự kiện trọng đại của Đảng, của đất nước và các ngành, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023 và hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025, đồng thời tạo khí thế thi đua sôi nổi rộng khắp trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội, tạo tiền đề phấn đấu thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh. Để thực hiện tốt các nội dung chỉ tiêu quan trọng đề ra gắn với các sự kiện năm 2023, Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang đã làm việc với các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đôn đốc tập trung các nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023. Tiếp tục tinh thần đó, Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang yêu cầu các cấp công đoàn với tâm thế sáng tạo, chủ động, quyết tâm hơn nữa để trong từng hoạt động triển khai đều thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tháng 2 và quý 1 năm 2023. Trước mắt là phối hợp với các cấp, các ngành và doanh nghiệp tuyên truyền cho người lao động, bắt tay nhanh chóng vào nhiệm vụ, hỗ trợ doanh nghiệp, ổn định sản xuất kinh doanh, đồng thời nắm kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp trong năm mới, theo dõi số lao động và tình hình lao động tại doanh nghiệp nhằm có những hỗ trợ và đề xuất những nội dung cần thiết một cách kịp thời. Các cấp công đoàn tiếp tục triển khai chỉ đạo tổ chức đại hội công đoàn cơ sở, tiến tới đại hội công đoàn cấp trên, trực tiếp cơ sở, đồng thời tập trung triển khai kế hoạch phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở theo chủ đề năm 2023 với chỉ tiêu cụ thể theo phân cấp, nhằm tạo khí thế sôi nổi trong thực hiện nhiệm vụ và chào mừng các sự kiện trong năm. Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang yêu cầu công đoàn các cấp triển khai kế hoạch và phát động các phong trào thi đua với nội dung thiết thực ý nghĩa. Trong đó tập trung thực hiện các công trình phần việc thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh và Công đoàn Việt Nam. Đoàn viên, người lao động tiếp tục hưởng ứng chương trình thi đua 1 triệu sáng kiến vượt khó, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19 với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, đặc biệt quan tâm việc khen thưởng để tạo hiệu quả lan tỏa, động viên tinh thần đoàn viên, người lao động phấn đấu đạt kết quả cao hơn. Thưa quý vị, tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh siết chặt công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, nhất là thời điểm diễn ra các sự kiện quan trọng và sau Tết Quý Mão 2023. lực lượng công an thành phố Long Xuyên phối hợp với phòng cảnh sát giao thông đường bộ công an tỉnh đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 91 thuộc địa bàn thành phố Long Xuyên, thực hiện kế hoạch cao điểm tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông, xử lý các hành vi vi phạm trên địa bàn thành phố Long Xuyên. Theo đó, lực lượng cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Long Xuyên triển khai đồng bộ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là các chuyên đề xe chở quá tải, quá khổ, chuyên đề ga, nước đá, chuyên đề không đổi biển số vàng theo quy định. Trong đó, phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, một trong những nguyên nhân tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, đảm bảo cho nhân dân và khách quốc tế đi lại thông suốt, an toàn trước, trong và sau Tết và các lễ hội đầu năm 2023. Trong thời gian 7 ngày Tết thì lực lượng cảnh sát giao thông của công an thành phố đã chủ động triển khai các cái giải pháp phòng ngừa và phối hợp với các cái đơn vị nghiệp vụ ở cấp tỉnh tăng cường công tác tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các cái hành vi vi phạm của người tham gia giao thông, phối hợp với thanh tra giao thông và công an phường thường xuyên duy trì công tác tuần tra để đảm bảo trật tự đô thị, phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ để tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính trên tuyến quốc lộ và phân luồng, điều tiết giao thông một cách chủ động trên thực địa. Qua đó thì tình hình trật tự an toàn giao thông trong 7 ngày Tết cơ bản được kiềm chế, kiểm soát, không xảy ra vấn đề ùn tắc giao thông. Và qua đó cũng đánh giá được ý thức chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông ngày càng có sự chuyển biến tích cực. Theo báo cáo, trong 7 ngày nghỉ Tết, lực lượng cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Long Xuyên đã tổ chức 14 ca tuần tra kiểm soát, có 85 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, đã dừng kiểm tra trên 110 phương tiện, phát hiện lập biên bản 62 trường hợp, tạm giữ 47 xe và 21 giấy các loại. Trong đó, xử lý 11 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Để tiếp tục đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thực hiện công điện ngày 24 tháng 1 năm 2023 nhằm ngày mùng 4 Tết của Cục Cảnh sát Giao thông và Ban Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng Công an thành phố Long Xuyên phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, xử lý các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ, quá tải trọng, ma túy, vân vân. Trên địa bàn thành phố Long Xuyên, tính từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 4 tháng 2 năm 2023, lực lượng tổ chức 33 ca tuần tra kiểm soát với 205 cán bộ chiến sĩ tham gia, đã dừng kiểm tra trên 200 phương tiện, phát hiện 142 trường hợp vi phạm, trong đó vi phạm về nồng độ cồn 57 trường hợp, tốc độ 27 trường hợp, tạm giữ 97 phương tiện. Bên cạnh đó, phối hợp cùng các lực lượng cảnh sát, trật tự, cơ động, hình sự và ma túy tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý các loại tội phạm hình sự, ma túy kinh tế và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Để góp phần nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị sau Tết Nguyên Đán và các cái lễ hội đầu xuân, thì công an thành phố sẽ tập trung triển khai 3 cái nhóm giải pháp trọng tâm, tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh về tăng cường tuần tra, kiểm tra và tập trung xử lý nghiêm các cái hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông liên quan đến nồng độ cồn, ma túy, quá tốc độ, vi phạm về cơi nới thùng xe, chở hàng quá tải quá khổ và các cái hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. Thứ hai, tổ chức tốt công tác nắm tình hình, chủ động phối hợp với các cái đơn vị liên quan có kế hoạch, phương án phân luồng, điều tiết giao thông phù hợp và bố trí lực lượng thường trực, ứng trực tại các cái nút giao thông trọng điểm để kịp thời giải quyết ùn tắc giao thông nếu có xảy ra. Chúng tôi khuyến cáo người dân tự giác chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông. Đã uống rượu bia thì không lái xe và thực hiện tốt văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông là góp phần quan trọng để giảm thiểu ùn tắc giao thông và nâng cao hiệu quả phòng ngừa tai nạn giao thông có thể xảy ra. Ghi nhận thực tế cho thấy, trong dịp Tết Quý Mão 2023, người điều khiển phương tiện giao thông vẫn còn nhiều vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Để thực hiện có hiệu quả tình trạng người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, quá tải trọng, vân vân, nhằm hạn chế các vụ tai nạn giao thông do rượu bia gây ra và các vi phạm khác, thì các lực lượng cảnh sát giao thông cần xử lý mạnh tay, không có dùng cấm, kết hợp các biện pháp tuyên truyền mạnh mẽ. Mong rằng mọi người dân sẽ nâng cao ý thức, đã tham gia giao thông là không sử dụng rượu bia để bảo đảm an toàn cho bản thân, gia đình và toàn xã hội.